mà research cập nhật cho các anh chị một vài những cái điểm chính ở trong cái giao dịch của tuần vừa rồi, cũng như là những cái vấn đề chúng ta cần lưu tâm một chút cho cái tuần tiếp theo sắp tới đây của chúng ta. Thì thôi thì cũng bắt đầu luôn các anh chị. Thì chúng ta đến với lại cái diễn biến ở trong cái tuần rồi trước. Đối với lại tuần rồi thì chúng ta thấy rằng là thị trường tiếp tục có một cái tuần biến động rất là mạnh. Như chúng ta cũng còn nhớ với nhau đó là vào đầu tuần ấy, thì thị trường có một cái phiên giảm rất là sâu 3,6% như các chị cũng còn nhớ. Tuy nhiên thì cái tình trạng sụt giảm nói trên nó chỉ tồn tại trong cái phiên đầu thôi. Sau đó thì mọi thứ nó cũng dần dần nó ổn trở lại và cái trạng thái tăng của thị trường nó được duy trì cho đến cuối tuần luôn. Kết thúc cả tuần ấy, thì VN-Index vẫn ghi nhận cái mức tăng nhẹ 0,6%. Thì tôi ý rằng là nếu mà tính từ cái mức gọi là thấp nhất của tuần rằng là đã giảm 6, xin lỗi, đã giảm 3,6% rồi á, mà tăng lên từ trở lại 0,6% vào cuối tuần á, thì cái mức biến động hồi phục sau đó của thị trường cũng rất là đáng kể các anh chị, chúng ta cũng nên lưu ý cái này. Thì trong tuần qua nếu mà anh chị nào chúng ta có cái theo dõi trong cái tuần trước đó về cái weekly note này á, hay là cái nói chuyện của chúng ta, thì chúng ta cũng còn nhớ với nhau rằng là trong tuần qua cái tuần rồi nó có hai cái sự kiện quan trọng mà research đã có lưu ý. Nhất đó là cái đáo hạn phái sinh vào cái ngày thứ năm của tuần, và cái cơ cấu ETF vào cái phiên ngày thứ sáu, nghĩa là phiên cuối tuần. Thì có lẽ là cũng 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 không có gọi là quá đột biến gì so với lại cái mà chúng ta đánh giá với nhau trước đó. Thứ nhất là đối với lại cái đáo hạn phái sinh thì như trước đó research cũng có lưu ý á, là cái phản lực, có nghĩa rằng là cái việc họ kết thúc các cái hợp đồng arbitrage á, thì nó diễn ra với cái chiều hướng rằng là họ mua nhẹ ở trên cơ sở thị trường cơ sở. Thì cái điều đó cũng 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 có lẽ là cũng đúng nếu mà chúng ta dòm vào cái kết quả giao dịch phiên ATC của ngày thứ năm. Còn đối với lại phiên ngày thứ sáu thì phần lớn các cái mã mà trọng yếu ấy, mà có những cái mua bán lớn của ETF thì mà trong cái bảng mà trong tuần trước mà research có nói cho các anh chị ấy, thì nhìn chung nó cũng fix thôi, cho nên là nói chung là cũng không có gì quá đặc biệt các anh chị. Nhìn chung thì thị trường đón nhận những cái thông tin đấy theo cái hướng gọi là trong kỳ vọng, cho nên là nó cũng không 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 có tạo ra cái điểm đột biến nào quá mức cho thị trường. Quay trở lại với lại cái phần điểm số của thị trường ấy, thì như chúng ta cũng thấy ở trong cái bảng so sánh phía dưới này, cái mức tăng 0,6% của thị trường Việt Nam ấy, thì so ở trong tuần rồi nó tốt hơn phần lớn các cái thị trường ở trong khu vực Đông Nam Á. Ví dụ chúng ta thấy rằng là trong tuần rồi ấy, nếu mà nhìn ở trong bảng so sánh ấy, thì VN-Index của chúng ta tăng và phần lớn các thị trường Đông Nam Á khác là giảm. Ví dụ chúng ta có Philippines giảm cũng khá mạnh 2,5%, ta có Malaysia giảm cũng khá mạnh 2,5%, Singapore, Thái Lan cũng giảm, duy nhất chỉ có Indo là tăng và tăng hơn Việt Nam thôi, là mức 1,3%. Vì vậy cho nên nếu mà đặt ở trong cái bình diện nhóm Đông Nam Á thì chúng ta thấy rằng là cái mức tăng 0,6% của thị trường Việt Nam cũng thuộc vào cái loại gọi là mạnh đó, tốt. Tuy nhiên nếu mà đặt ở trong cái bình diện lớn hơn, nghĩa là so với cả khu vực lớn hơn và thế giới, so với cả khu vực châu Âu, châu Mỹ vân vân, thì chúng ta thấy rằng là cái mức tăng trung bình trong cái bảng so sánh này nó khoảng 1,4%. Như vậy là cái mức tăng 0,6% của thị trường Việt Nam chúng ta ít hơn so với lại cái mức tăng tổng này của phần lớn các cái thị trường mà chúng ta theo dõi. Thì đó cũng là cái điểm các anh chị lưu ý một tí ha, để mà chúng ta biết tự xem là cái dao động của thị trường ở trong cái tuần vừa qua nó có cái gì gọi là quá đột biến hay không. Theo Lâm thì cái mức này thì không có đột biến lắm các anh chị. Đi sâu hơn vào cái điểm số thị trường về cái phần đóng góp điểm cho VN-Index thì sẽ có nhiều cái để mà chúng ta nói hơn. Cái thứ nhất đó là nếu mà các anh chị dòm xuống cái bảng breakdown này thì chúng ta sẽ thấy rằng là thật ra cái kết quả tăng 0,6% của thị trường Việt Nam ở trong cái tuần rồi ấy, nó được đóng góp rất là lớn từ nhóm bộ ba cổ phiếu của nhà Vin, Vingroup, Vinhome, Vinreit. Như chúng ta cũng thấy rằng là riêng một mình Vingroup thôi ấy, thì với cái mức tăng 0,6% đóng góp vào điểm tăng của VN-Index thì hiểu một cách đơn giản đó là nếu như chúng ta bỏ Vingroup ra khỏi cái phần theo dõi của chúng ta trong cái tuần vừa rồi ấy, hay là khỏi cái phần điểm số thị trường trong tuần vừa rồi ấy, thì VN-Index sẽ không tăng. VN-Index không tăng bởi vì cái mức tăng 0,6% là đóng góp vừa đủ luôn cho cái mức tăng của VN-Index là 0,6% các anh chị. Bên cạnh đó chúng ta thấy là còn có cả Vinhome, Vinri cũng đóng góp ở cái chiều điểm tăng nhìn cho thị trường. Hay nói cách khác đó là nếu mà chúng ta bỏ toàn bộ nhóm VIX ra trong tuần rồi thì thậm chí là thị trường có thể là sẽ giảm lại á, chứ không phải là tăng. Thì đó là cái điểm chúng ta cần lưu ý tí. Bên cạnh bộ ba về Vingroup, Vinhome, Vinri thì chúng ta thấy rằng là những cái cổ phiếu khác cũng ghi nhận mức tăng cho thị trường, kế đó là Novaland cũng đóng góp một cái điểm tăng tương đối cho chỉ số VN-Index. Còn ở cái chiều giảm thì sao? Ở cái chiều giảm thì đáng kể nhất chúng ta có Vinamilk.
Vinamilk đóng góp điểm giảm kéo điểm của VN-Index giảm xuống nhiều nhất, kế đó là BIDV, GAS, Sabeco v.v. Thì đó là cái phần về breakdown điểm số mà các chị cũng cần lưu tâm một chút. Còn về nhóm ngành thì sao? Về nhóm ngành, nếu mà breakdown theo kiểu nhóm ngành thì chúng ta thấy rằng là trong tuần vừa qua cái sự phân hóa nó cũng lớn lắm các chị. Có những cái nhóm ngành tăng rất là trội và có cái nhóm ngành, những cái nhóm ngành thì cũng giảm khá nhiều. Đối với lại cái chiều đóng góp tăng điểm mạnh hay là performance nó out, nó vượt trội so với lại thị trường, chúng ta có cái hai nhóm đó là nhóm thủy sản và nhóm thép. Thủy sản thì tuần vừa qua bứt phá rất là mạnh với cái mức tăng là 5.6%. Trong khi đó thì thép và bất động sản cũng là những cái nhóm ngành ghi nhận cái mức tăng hoàn toàn tốt hơn so với lại cái mức 0.6% của thị trường. Ở đây chúng ta thấy bất động sản tăng 4.7%, có lẽ là phần lớn nhờ vào cái sự đi lên của Novaland, của Vinhomes v.v. Bên cạnh đó thì ngành thép với cái sự quay trở lại của những cái cổ phiếu lớn như là Hòa Phát, như là Hoa Sen thì cũng đã ghi nhận cái mức tăng vượt trội so với thị trường. Ngược lại thì chúng ta thấy rằng là những cái thông tin tiêu cực hơn về dịch bệnh Covid và kể cả về vấn đề là cái dự kiến mở lại, gọi là mở lại cái đường bay hàng không cho quốc tế cũng bị có thể là sẽ chậm trễ hơn, thì nó đã dẫn đến cái nhóm ngành hàng không ghi nhận cái mức giảm vào lại mạnh ở trên thị trường ở trong tuần vừa rồi, thể hiện cái tâm lý của nhà đầu tư. Nhóm ngành tiêu dùng có thể là cũng bị ảnh hưởng nhất định từ cái thông tin không mấy lạc quan về cái dịch bệnh Covid, cho nên là cái mức độ suy giảm nó cũng nhiều hơn so với lại cái phần bình diện chung của thị trường các anh chị. Bên cạnh đó thì chúng ta còn có dầu khí và ngân hàng cũng là những cái nhóm ngành ghi nhận mức giảm. Ok, ta đi tiếp. Về cái góc nhìn khối ngoại thì sao? Tuần vừa qua cũng đánh dấu một cái gọi là một cái giao dịch mà theo Lâm là đột biến nhất từ đầu năm đến giờ của thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta về mặt khối ngoại. Nếu như từ đầu năm đến giờ bỏ qua cái tuần rồi, bỏ qua cái tuần gần nhất, chúng ta thấy rằng là khối ngoại họ bán ròng tổng từ đầu năm tới giờ rất là nhiều, thì chỉ với một cái tuần vừa rồi với cái kết quả mua, tất nhiên là mua thỏa thuận thôi, tại Vinhomes với cái giá trị là khoảng đâu đó sắp xỉ 15.100 tỷ đồng thì nó đã khiến cho cái kết quả mà gọi là bán ròng lũy kế từ đầu năm đến giờ của thị trường chứng khoán Việt Nam hay là tính riêng sàn HOSE nó chỉ còn có 192 tỷ thôi. Vì vậy chúng ta thấy rằng là cái bức tranh của khối ngoại thay đổi rất là nhanh. Tuy nhiên thì cũng có rất là nhiều cái tranh cãi liên quan đến cái tính chất của cái dòng tiền này, tính chất của cái việc mua ròng, cái thương vụ mua tại Vinhomes này, thì nó có thật sự là nhìn nhận như là một cái dòng vốn bình thường chảy vào thị trường không. Anyway thì bỏ qua chuyện đấy thì chúng ta thấy nhìn mặt số học thôi, thì chúng ta thấy rằng là ít nhất nó cũng giúp cho cái thống kê về mặt bán ròng của khối ngoại từ đầu năm đến giờ nó rút xuống chỉ còn có bán ròng khoảng 192 tỷ thôi, một con số nhỏ hơn rất nhiều so với những con số 15-16 ngàn tỷ mà chúng ta nói với nhau là những cái tuần liên tục những tuần trước các chị. Thì bỏ qua cái giao dịch đột biến tại Vinhomes đi, thì thật ra tuần vừa rồi á, khối ngoại họ bán ròng đó, nếu mà bỏ qua cái giao dịch đột biến tại Vinhomes thì khối ngoại họ bán ròng trong tuần rồi với cái giá trị là khoảng 149 tỷ đồng, thì đó cũng là cái điểm mà các anh chị lưu ý một tí ha. Rồi breakdown ra một tí về mua bán mạnh của khối ngoại, do tuần này Vinhomes cái giá trị mua ròng của họ cao quá cho nên Lâm không có vẽ cái chart ra nữa, tại vì nhìn nó sẽ kỳ lắm. Chúng ta để theo cái gọi là bảng Excel thôi. Thì chúng ta thấy rằng là ngoài Vinhomes ra thì những cái cổ phiếu khác hay là những cái chứng chỉ quỹ khác đóng góp vào cái chiều mua ròng đáng kể nhất chúng ta cần phải kể đến, đó là Philips, một trong những cái quỹ ETF mới của thị trường các anh chị. Thì Philips trong tuần vừa rồi cũng được nước ngoài mua ròng khá mạnh, khoảng gần 119 tỷ. Một cái cổ phiếu tiếp theo mà cũng rất là cần phải quan tâm đó là Hòa Phát. Như chúng ta cũng còn nhớ với nhau rằng là liên tục, nếu không nhớ không lầm là liên tục 3 tuần, 4 tuần gì đấy, Hòa Phát nằm ở cái chiều gọi là luôn luôn nằm trong top 1, 2, 3 gì đó về bán ròng. Thì tuần vừa rồi là cái tuần, có lẽ là tuần đầu tiên sau 3, 4 tuần gì đấy liên tục bị bán ròng, thì khối ngoại đã quay trở lại mua ròng Hòa Phát. Hòa Phát là lọt vào top 3 về mua ròng của khối ngoại. Nhưng mà đây là một cái sự chuyển biến mà Lâm nghĩ rằng là cũng mạnh và chúng ta cần lưu tâm. Bên cạnh đó thì chúng ta có Petrolimax, có Vinri và có chứng chỉ quỹ của Diamond, cũng là những cái cổ phiếu, có cả Novaland nữa, cũng là những cái cổ phiếu mà được mua ròng tốt ở trong cái tuần vừa rồi. Ở cái chiều bán ròng thì chúng ta thấy rằng là Vinamilk cũng là một trong những cổ phiếu mà giảm giá, đóng góp vào cái chiều giảm của điểm số nhiều nhất mà chúng ta có nói với nhau, thì cũng là cái cổ phiếu bị bán ròng tương đối là mạnh ở trên thị trường ở trong tuần rồi. Tuần qua thì Vinamilk bị bán ròng mạnh nhất các anh chị, khoảng 188 tỷ. Kế đó thì chúng ta có Masan,
Chúng ta có Vingroup, Vietcom thì là những cái cổ phiếu mà cũng bị bán ròng tương đối nhiều ở trong cái tuần qua mà các anh chị cần lưu tâm, nghĩa là bán ròng trên 100 tỷ. Rồi, còn về khối ngoại, sau đó về tự doanh thì sao? Tự doanh thì cũng tương tự, Lâm sẽ lấy cái bảng Excel luôn cho nó đồng nhất với lại cái trên này. Thì tự doanh tuần qua lại bán ròng rất là nhiều các anh chị. Tự doanh tuần qua bán ròng tiếp tục 572 tỷ. Tuy nhiên cũng có một cái lưu ý rằng là cái 572 tỷ này á, thì nó tập trung phần lớn vào cái việc bán ròng tại BDN 204 tỷ. Ngoài ra thì là hai cái chứng chỉ quỹ Philips và Diamond. Đã nhiều lần lưu ý các anh chị á, cái việc mà nếu chúng ta nhìn thấy cái chuyện mà nó có khối ngoại mua đối với lại các cái chứng chỉ quỹ này và tự doanh bán đối với lại các cái chứng chỉ quỹ này á, thì nó thuộc về cái hoạt động dịch vụ nhiều hơn. Hoạt động dịch vụ về mặt gọi là để phân phối chứng chỉ quỹ á. Thì cho nên là chúng ta cũng có thể loại trừ bớt hai cái này ra. Anyway thì kể cả khi loại trừ bớt mấy cái này á, thì tuần qua vẫn là một cái tuần mà khối tự doanh bán ròng tương đối mạnh các anh chị. Cái đó là cái mà chúng ta phải lưu ý với nhau. Những cái cổ phiếu bán ròng mạnh mà phổ thông các chị có thể nhìn thấy như là Vinamilk, Vingroup, Sacombank, VPBank, Vinhome, thì đó là những cái cổ phiếu mà khối tự doanh công ty chứng khoán họ bán ròng khá nhiều. Ngược lại thì ở chiều mua ròng thì chúng ta có Hà Đô, chúng ta có chứng chỉ quỹ của VN30, Phú Tài, vân vân, là những cái cổ phiếu mà được mua ròng cũng tương đối ở trong cái tuần vừa rồi. Đối với lại cái dòng vốn của các quỹ ETF, các quỹ phân đổi danh mục thì tuần qua là một cái tuần tiếp tục tốt đối với lại cái nhóm này. Chúng ta thấy rằng là tuần qua thì các cái quỹ ETF vẫn hút tiền được, huy động được thêm tiền với cái giá trị mua ròng, với cái giá trị mà hút thêm được khoảng đâu đó 2,7 triệu đô, nghĩa là tương đương mà 62 tỷ đồng tiền Việt chúng ta. Thì công lớn nhất nó thuộc về Philips. Thì như các chị còn nhớ với nhau lúc nãy ở phía trên thì khối ngoại cũng mua ròng Philips rất là nhiều ở trong tuần vừa rồi. Thì Philips trong tuần vừa qua cũng đã huy động được thêm đâu đó 113, gần 114 tỷ đồng ở trong tuần. Và bên cạnh đó nữa thì chúng ta thấy rằng là có Vadex cũng đã huy động được thêm 31 tỷ ở trong tuần vừa rồi. Ngược lại thì một số những cái quỹ mà tracking theo MSCI ấy, thì trong tuần qua lại bị hút ròng khá mạnh. Ví dụ chúng ta có iShares của MSCI này bị hút ròng. Và cũng lưu ý với các anh chị luôn á, là cái tuần này ấy, cái tuần mà chúng ta đang giao dịch ấy, thì đến thứ năm này, xin lỗi, đến thứ ba này, thứ ba này, đúng rồi, vào thứ ba này theo giờ mình biết các anh chị, thì cái bộ MSCI, cái bộ chỉ số MSCI ấy, họ sẽ công bố kết quả review giữa năm. Thì đó cũng là một cái mà các anh chị cần lưu tâm một tí cho cái giao dịch của tuần này. Chi tiết hơn về cái lịch review của MSCI nếu có thì mình research cũng sẽ lưu ý với các anh chị thêm. Chúng ta đi vào một số những cái thông tin cũng quan trọng ở trong tuần vừa qua, thì có lẽ cũng lâu rồi chúng ta không nói về lại Covid, nhưng mà trong tuần này thì có lẽ research một lần nữa tập hợp lại hết cái data về dịch bệnh ấy, để mà trao đổi với các anh chị trong cái tuần này, vì cái tình hình dịch bệnh nó cũng có cái sự diễn biến theo cái hướng nó phức tạp hơn rất là nhiều chỉ trong một tuần vừa qua thôi. Trong một tuần vừa qua thì chúng ta có nhiều cái cột mốc hay là có nhiều cái vấn đề liên quan tới dịch bệnh mà cần phải lưu ý. Thứ nhất đó là về tình hình tại Trung Quốc. Thì như chúng ta cũng biết đó là xuyên suốt một khoảng thời gian tương đối dài, Trung Quốc họ đang kiểm soát trở lại cái tình hình dịch bệnh này rất là tốt. Gần như là có nhiều thành phố tại Trung Quốc gần như là không có ca nhiễm cộng đồng luôn trong một cái khoảng thời gian tương đối dài. Tuy nhiên thì trong tuần qua thì ví dụ như tại Bắc Kinh, một trong những cái điểm nóng mà được nói rất nhiều ở trên báo chí trong thời gian vừa rồi, thì chúng ta thấy rằng là cái tình trạng lây lan cộng đồng nó đã diễn ra trở lại. Cái ca bệnh đầu tiên được phát hiện là ngày 1 tháng 6, sau 52 ngày không có cái ca nhiễm về mặt cộng đồng. Như vậy thì đó là một trong những cái điểm mà chúng ta phải lưu ý, cho thấy rằng là một trong những cái quốc gia mà tạm gọi rằng là đã kiểm soát tương đối là thành công dịch bệnh Covid ở trong giai đoạn trước thì cũng đã bắt đầu phải đối mặt trở lại với những cái rủi ro lây lan cộng đồng trong tuần rồi. Còn tại cái điểm nóng lớn nhất đó là Hoa Kỳ, như chúng ta cũng biết với nhau rằng là Hoa Kỳ thì đã liên tục dẫn đầu bảng về cái tình hình lây nhiễm dịch bệnh ở trong cái thời gian vừa qua. Thì trong tuần vừa qua tiếp tục là một cái giai đoạn khó khăn đối với lại cái việc kiểm soát dịch bệnh tại Hoa Kỳ. Chúng ta thấy với nhau rằng là số ca nhiễm mới thì vẫn tăng liên tục, và ở đây research cũng có làm một cái data rồi một cái đồ thị cho các anh chị dễ dòm hơn. Thì chúng ta thấy rằng là cái tốc độ tăng trưởng về mặt nhiễm mới nó đang có dấu hiệu là nó tăng lên trở lại sau một cái giai đoạn nó chững xuống một tí. Thì chúng ta thấy tăng lên trở lại, và cái tốc độ tăng trưởng trung bình ở trong một tuần vừa qua tại Mỹ là 24% về mặt số ca nhiễm mới, một cái con số mà theo Lâm là cũng đáng báo động.
về cái việc gọi là cái tốc độ lây lan nó đang gọi là mạnh hơn, với cái momentum nó mạnh hơn so với lại cái giai đoạn trước. Nếu mà các anh chị nhìn nhìn cái chart này, các anh chị sẽ thấy rất là rõ cái đường màu đen chính là cái tốc độ tăng trưởng đó. Sẽ thấy rõ được cái việc rằng là dịch bệnh tại Hoa Kỳ nó đang diễn biến phức tạp như thế nào. Và với cái tình hình như vậy thì bởi vì Hoa Kỳ đang là cái quốc gia đứng ranh nhất hạng nhất về cái tình hình dịch bệnh Covid, cho nên là khi mà nhìn về cái data của thị trường của cả thế giới luôn thì chúng ta cũng thấy là nó cũng rất là xấu vì cái ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Bên cạnh Mỹ ra thì chúng ta thấy rằng là một vài cái quốc gia khác mà trước nó có vẻ như cũng êm một tí rồi thì nó cũng đang gọi là phức tạp trở lại, như là Trung Quốc chúng ta nói với nhau. Ngoài ra thì một số quốc gia Nam Mỹ khác, đặc biệt là Brazil và Chile, Mexico, Peru thì cũng ghi nhận những cái tình hình nóng lên rất là nhiều về vấn đề dịch bệnh. Trong đó chúng ta có Brazil là cái quốc gia mà đứng thứ hai sau Mỹ về số ca nhiễm mới, thì cũng đang ghi nhận cái tốc độ tăng lên rất là chóng mặt các anh chị ở trong tuần vừa rồi. Đây là cái bảng 10 quốc gia mà ghi nhận cái số ca nhiễm mới nó gọi là nó tăng lên theo tuần á, mạnh nhất ở trong cái tuần vừa rồi. Chúng ta nhìn vào chúng ta cũng sẽ thấy được rằng là hai cái điểm nóng lớn nhất hiện tại bây giờ đó là Hoa Kỳ và Brazil. Nhìn chung, nói chung tóm lại thì tuần này research đưa ra là những cái data này để chúng ta thấy với nhau một cái điều rằng là cái rủi ro về tình hình dịch bệnh, nếu nhìn thuần túy với mặt số học thôi, nó đang tăng lên trở lại, nó đang phức tạp lên trở lại, thì điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực vào trong cái giao dịch của thị trường thế giới nói chung cũng như thị trường Việt Nam nói riêng ở trong cái tuần này. Thì tí nữa nếu có cái gì đó chúng ta sẽ trao đổi sâu hơn về cái chuyện này các anh chị. Rồi, một vài thông tin khác thì thôi các anh chị có thể đọc ở trên weekly note nhanh dùm Lâm ha. Chúng ta đến cái phần kỹ thuật luôn, bởi vì sau phần này thì chị Tuyền sẽ còn tham gia với các anh chị để mà giới thiệu thêm về một cổ phiếu stock pick cho tuần này, đó là Techcombank. Cho nên là Lâm sẽ nói nhanh về những cái vấn đề thị trường thôi. Về góc nhìn kỹ thuật thì chúng ta thấy với nhau rằng là tuần vừa rồi là cái tuần lễ mà thị trường hồi phục nhẹ được trở lại, như chúng ta nói với nhau lúc nãy rồi, sau một cái tuần trước đó là thị trường điều chỉnh rất là mạnh. Thì cái kết quả hồi phục nhẹ này á, nó dẫn đến một cái nhìn nó hơi trung tính một chút. Tại sao Lâm gọi là trung tính? Bởi vì nó đang xen cả cái chữ tốt và chưa tốt. Thứ nhất là cái chữ tốt thì điểm mà gọi là tích cực nhất đó là cái vùng hỗ trợ quan trọng, theo research đánh giá là quan trọng nhất để mà xác định cái việc rằng là có giữ được cái xu hướng tăng trước đó hay không á, đó là cái khu vực của MA50, cái vùng khoảng đâu đó là quanh 840 điểm như các anh chị thấy ở đây. Thì chúng ta thấy rằng là với cái kết quả testing xuống cái vùng này và giữ được cái vùng giá này để tăng lên á, thì research đánh giá rằng là cái độ vững chắc của khu vực hỗ trợ tại 840 điểm á, nó vẫn được gọi là có cái độ tin cậy nhất định. Thì đó là cái điểm tốt ở trong cái tuần vừa rồi mà chúng ta phải ghi nhận. Tuy nhiên ở trong cái chiều xấu thì chúng ta thấy rằng là ở trong cái chiều chưa tốt thì chúng ta thấy rằng là với cái kết quả tăng lên vừa rồi á, thì cái pha điều chỉnh hiện tại bây giờ của chỉ số VN-Index trong ngắn hạn nó vẫn chưa có cái xác nhận kết thúc nào cả. Cụ thể thì để cho cái sự xác nhận kết thúc này nó diễn ra thì chúng ta cần nhìn thấy một vài cái điểm sau đây. Thứ nhất đó là đường giá nó phải rõ ràng cao hơn trở lại cái khu vực MA20, có nghĩa là cái đường màu đỏ ở đây các chị thấy. Tuy nhiên thì trong tuần vừa rồi thì chỉ có đến cái phiên cuối tuần thì cái mức giá đóng cửa nó mới chớm vượt lên lại được trên cái mức này. Và theo Lâm thì cái kết quả vượt này nó cũng mang tính chất gọi là 50-50 lắm, cho nên là chúng ta vẫn sẽ phải chờ đợi khá nhiều, đặc biệt là trong cái bối cảnh là thị trường Mỹ nó cũng giảm hơi nhiều ở trong cái phiên cuối tuần vừa rồi của chúng ta, cho nên rằng là có thể rằng là cái kết quả vượt MA20 này á, nó cũng chưa thực sự là đáng tin cậy lắm các anh chị. Cái thứ hai nữa đó là nếu mà nhìn về một số cái indicator về mặt chỉ báo á, thì chúng ta thấy với nhau rằng là hầu hết các chỉ báo đều đang cho thấy một cái trạng thái nó khá là trung tính rồi, hoặc là nó nghiêng về cái hướng gọi là thị trường đang ở trong một pha điều chỉnh của một xu hướng tăng, nhiều hơn cái việc rằng là thị trường đã kết thúc cái pha điều chỉnh của xu hướng tăng đấy. Thì do đó cho nên rằng là nếu mà gọi đánh giá một cách khách quan về thị trường ở trong tuần vừa qua về mặt kỹ thuật ấy, thì research vẫn bảo lưu cái quan điểm đó là xu hướng tăng dài hạn hơn của thị trường thì vẫn đang còn hiệu lực, chúng ta chưa mất hiệu lực, và chúng ta sẽ nghi ngờ cái chuyện xu hướng tăng này mất hiệu lực nếu như chỉ số VN-Index giảm về dưới mức 840 điểm, có nghĩa là dưới MA50, thì lúc đó cái độ tin cậy của cái xu hướng tăng lớn hơn nó sẽ bị lung lay rất là nhiều. Tuy nhiên thì cái pha điều chỉnh ngắn hạn nó vẫn chưa hoàn tất, theo cái góc nhìn của research. Vì vậy cho nên là cái tuần sắp tới đây á, có lẽ vẫn sẽ là một cái tuần mà thị trường chịu nhiều cái rung lắc, thậm chí là điều chỉnh nhẹ ở trong cái giai đoạn giữa đầu tuần, trước khi có thể gọi là hồi tụ đủ cái sức mạnh để mà
hoàn tất cái pha điều chỉnh. Đó là trong trường hợp tích cực các anh chị. Còn nếu trong trường hợp tiêu cực, chỉ số giảm và break luôn khỏi cái vùng 840 điểm để mà về dưới MA 50 một cách nó rõ ràng, thì lúc đó có thể là cái view của chúng ta sẽ phải đổi lại, nhìn cái kiểu gọi là cái xu hướng tăng trước đó nó đã mất hiệu lực rồi, và một cái xu hướng giảm, ít nhất là một xu hướng giảm ngắn hạn nó có thể tồn tại trước cái đó, rồi sau đó mới nói về một cái chuyện gọi là thiết lập trở lại xu hướng tăng. Thì đó là trong cái kịch bản tiêu cực chúng ta cũng nói với nhau cả hai cái để mà chúng ta cùng nhìn nhận ở trong cái tuần này. Thì trong một cái bối cảnh như vậy thì có lẽ là research vẫn sẽ bảo lưu một cái góc nhìn, đó là nhà đầu tư, thật ra góc nhìn này thì đã có từ tuần trước rồi ha, và chúng ta vẫn bảo lưu ở trong tuần này, đó là nhà đầu tư có lẽ là cũng nên giữ cái tỷ trọng cổ phiếu ở cái mức cân bằng với tiền thôi. Trước đó nữa, khi mà thị trường hoàn toàn nằm trong xu hướng tăng và không có điều chỉnh thì research vẫn duy trì cái khuyến nghị rằng là các anh chị có thể giữ cái tỷ trọng cổ phiếu cao hơn so với lại tiền tương đối. Tuy nhiên thì trong bối cảnh 1-2 tuần trở lại đây thì chúng ta thấy rằng là cái tỷ trọng hợp lý sẽ là khoảng 50-50, và cần phải quan sát rất là kỹ cái khu vực MA50, cái khu vực mà support ở đây, support tại cái khu vực đường MA50 này. Nếu như mà cái phản ứng nó đủ tốt thì chúng ta có thể cân nhắc để mà nghĩ về cái trạng thái tích cực. Tuy nhiên nếu mà nó break out ra khỏi cái vùng, nó break down ra khỏi cái vùng MA50 này thì có lẽ là chúng ta cần phải thận trọng hơn nữa đối với lại tình hình của thị trường. Ok, như vậy đó là về cái chung cho cả thị trường ở trong tuần vừa rồi. Nếu mà anh em ta có câu hỏi nào chúng ta cứ thông qua cái kênh chat ha. Chút nữa khi mà chị Tuyền xong rồi thì Lâm sẽ tập hợp trả lời luôn. Chị Tuyền ơi, chắc là nhường lời lại cho chị. Chị ơi. Hey, Tuyền nói mọi người nghe được không ạ? Hello. Okay. Rồi để em kiếm cách em cái file lên cho chị. Chị cứ nói trước đi rồi em sẽ share lên luôn. Tuần vừa qua thì bên Research Institute của Metang Kim An có đưa ra một cái báo cáo lần đầu mà cổ phiếu Techcombank. Sorry chị, em ngắt lời thì chị thấy được cái slide chưa? Thấy rồi. Okay. Cái báo cáo của Techcombank với khuyến nghị gọi mua giá mục tiêu là 27.400. Khuyến nghị này dựa trên cái định giá là 1,1 lần price to book của năm 2021. Cái mức này là mức tương đương khoảng một độ lệch chuẩn dưới mức trung bình từ lúc mà Techcombank niêm yết tới bây giờ. Thì định giá hiện tại của Techcombank khá là thấp là do thị trường lo ngại về cái mức độ mà rủi ro tập trung khách hàng của Techcombank quá cao, cũng như những cái ảnh hưởng xấu của dịch bệnh Covid đối với ngành ngân hàng nói chung. Tuy nhiên, Maybank Kim An nhận định rằng là mô hình hoạt động của Techcombank khá là vững chắc, và cái tỷ lệ sinh lời ROA của Techcombank thuộc vào hàng top của cả ngành hiện nay, là dẫn đầu ngành với 2,5%. Ngoài ra, một cái điểm rất là vững chắc của Techcombank là sau cái kỳ mà nó tăng vốn rất là mạnh năm 2018, thì cái hệ số K, có nghĩa là hệ số đủ vốn của bên ngân hàng á, đạt tới 15,5%, đây là mức rất là cao. Thì cái hệ số này nó giúp cho Techcombank sẽ nắm bắt được rất nhiều cơ hội tăng trưởng về sau này. Cho nên là hiện nay hoạt động của Techcombank là một trong ba ngân hàng có hệ số CASA, có nghĩa là tỷ lệ huy động ngắn hạn cho vay dài hạn trên tổng tài sản là cao nhất trong ngành. Cái tỷ lệ này thì Techcombank chỉ thua cái MBB thôi, và cũng vẫn còn cao hơn cả Vietcombank nữa. Cái tỷ lệ này nó giúp cho cái chi phí vốn của Techcombank được thuận lợi rất là cao, và cũng làm cho cái tỷ lệ sinh lãi biên của ngân hàng này đạt ở mức bình quân khá là cao, là khoảng hơn 4%. Ngoài ra, Techcombank cũng là một ngân hàng có cái thu nhập phí cao nhất trong ngành. Cái tỷ lệ thu nhập phí trên cái tổng tài sản của Techcombank đạt được 1%, trong khi bình quân ngành nó chỉ có 0,6%. Cái tỷ lệ này giúp cho cái ROA cũng được củng cố và tốt. Theo ước tính của mình, Maybank Kim An, với cái tỷ số, cái hệ số K, hệ số đầy đủ vốn của ngân hàng ấy, là 15,5%, thì ngân hàng này thậm chí với cái MBS mình đặt trong trường hợp giả định khi mà nợ xấu của ngân hàng này tăng lên gấp 10 lần thì cái hệ số này nó mới bị kéo xuống giảm ở cái mức mà quy định của ngân hàng là 8%. Do đó là
bên 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 kim em đánh giá khá là cao cái tỷ lệ này, giúp cho Techcombank sẽ tăng trưởng trong chung và dài hạn. Với cái định giá hiện nay của Techcombank thì cái giá hiện nay Techcombank đang giao dịch ở mức 0,8 lần price to book và với ROE là khoảng 17% trong giai đoạn 2019-2021, thì đối với một ngân hàng hoàn toàn là tư nhân không có bị ảnh hưởng gì của nhà nước đang dẫn đầu một thị trường đang tăng trưởng ở Việt Nam thì cái định giá này khá là thấp. Do đó vẫn còn rất nhiều dư địa để Techcombank cải thiện được cái ROE và các hành động tăng nhanh các hệ số hoạt động của ngân hàng so với mức lịch sử, như là mua cổ phiếu quỹ hoặc là chia cổ tức cổ phiếu cho cổ đông, thì động lực tăng giá trong trung hạn của Techcombank là kỳ vọng vào dòng tiền của các quỹ đầu tư chỉ số, mà trong đó Techcombank chiếm tỷ trọng khá là cao sẽ hỗ trợ giá cổ phiếu tăng rất mạnh. Thực ra trên thị trường định giá Techcombank từ lúc niêm yết tới giờ thì giảm khá là sắc, khá là nhiều. Tuy nhiên đó cũng có rất nhiều lý do mình có thể giải thích được, như là từ lúc mình IPO thì giá cổ phiếu này cũng khá là quá cao, cho nên lúc mà niêm yết thì giá nó thấp là cũng là một chuyện, giá bị cổ phiếu bị đau xuống này cũng là một điều có thể giải thích được. Ngoài ra ngay cái thời điểm mà cổ phiếu này niêm yết thì cả thị trường cũng đang trong cái tình trạng là yếu, và nó nằm trong cái bối cảnh là trade war, cái chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ, thì nó ảnh hưởng tới cả toàn cầu, những cái lo ngại của cả toàn cầu. Trong đó thì khi mà mình bên Research Kim An đưa ra cái khuyến nghị mua thì kỳ vọng cái mức độ tăng trưởng của giá cổ phiếu Techcombank là cao hơn khoảng 30% so với giá hiện tại. Thì cái động lực ảnh hưởng tới giá cổ phiếu, giúp cho giá cổ phiếu có thể tăng trưởng trong tương lai, là Techcombank có thể được ngân hàng nhà nước cấp cái hạn mức tín dụng tăng trưởng hàng năm là cao hơn bình quân ngành. Và lịch sử trước giờ thì Techcombank cũng được ngân hàng nhà nước giao cho quota tăng trưởng tín dụng khá là cao so với mức bình quân. Với cái hệ số mà tỷ lệ K khá là tốt, và Techcombank hiện đã áp dụng cái tiêu chuẩn quản lý của Basel 2 rồi, thì cái cơ hội để Techcombank nâng cao các hệ số hoạt động cũng như nâng cao cái tỷ lệ lợi suất biên để giúp cho mở rộng được ROA cũng như ROE là cái động lực tăng giá thứ hai cho Techcombank. Ngoài ra có một số rủi ro mà mình cần phải chú ý, giống như là khách hàng của Techcombank khá là tập trung trong những cái phân khúc đối với những cái doanh nghiệp tư nhân, gọi là khu vực kinh tế tư nhân á, khá là nổi tiếng như là Masan hay là Vincom, thì thị trường có lo ngại về cái mức độ khách hàng quá tập trung, chưa có đa dạng hóa khách hàng này, thì cũng là một cái yếu tố làm cho cái giá của cổ phiếu này bị đè nén. Tiền cũng cập nhật thêm một số cái thông tin mới vừa rồi từ cái đại hội cổ đông vừa qua, trong chủ nhật vừa qua của Techcombank. Thì bên ngân hàng đưa ra cái kế hoạch lợi nhuận là khoảng 13.000 tỷ đồng. Kế hoạch lợi nhuận này cũng khá thận trọng, thì so với năm ngoái là tăng khoảng 1,3%. Do đó trong đó tăng trưởng tín dụng đặt mục tiêu là 13%, mức 13% này cao hơn cái mức bình quân ngành mà bên ngân hàng nhà nước đưa ra là khoảng 12% thôi. Và sẽ cố gắng kiểm soát cái mức cái nợ xấu của ngân hàng dưới 3% theo quy định. Thì có một trong đại hội cổ đông có một cái yếu tố mà cần phải quan tâm, đó là bên Techcombank cũng có đưa ra một kế hoạch là sẽ phát hành ESOP 4,77 triệu cổ phiếu. Mức này thì chỉ khoảng 0,14% so với cái số lượng cổ phiếu đang lưu hành, và cái lượng cổ phiếu này thì là không có bị lock up. Techcombank vẫn tiếp tục cái chiến lược là phục vụ một vài cái phân khúc khách hàng nổi tiếng như hiện tại nó đang làm. Ban lãnh đạo cũng cho rằng đây là một cái key mà giúp cho cái lợi nhuận biên của ngân hàng khá là tốt.
Trong đó thì sau khi vững ở một vài cái phân khúc, ở một vài cái doanh nghiệp lớn trong phân khúc kinh tế tư nhân, thì Techcombank chỉ tập trung vào 6 cái phân khúc ngành nghề chính thôi. Và tiếp tới Techcombank sẽ xem xét, sẽ ngoài cái việc cho vay bất động sản, chung cư, căn hộ ra, thì Techcombank sẽ mở rộng cái danh mục của mình sang cái phân khúc về consumer. Cái này đã được nêu ra trong đại hội cổ đông, thì có thể là chiến lược của Techcombank sẽ dần dần thay đổi theo như thế. Đó là cái mình tóm tắt về những điểm chính trong cái báo cáo về gọi mua cổ phiếu Techcombank của bên research. Dạ vâng, cảm ơn chị Tuyền nhiều ạ. Không biết anh em ta có hỏi nào thêm không ạ? Về cái dịch bệnh Covid thì lúc nãy Lâm thấy anh Toàn có nốt lên đây á, thì Lâm em nghĩ rằng là những cái chúng ta trao đổi cũng tương đối rõ rồi. Nhìn chung thì tóm lại là research đánh giá thận trọng, và lưu ý với các anh chị là phải cân nhắc nhiều hơn rất là nhiều về cái diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh, khi mà cái tạm gọi là cái làn sóng thứ hai á, về dịch bệnh nó đang có cái dấu hiệu là rủi ro hơn trở lại, với cái tình trạng bùng phát tại nhiều quốc gia mà trước đó nghĩ rằng là đã gọi là kiểm soát được tốt đối với lại cái tình hình dịch bệnh này. Cái thứ hai đó là cái tình hình tại Mỹ, quốc gia mà gọi là trọng điểm nhất về dịch bệnh Covid ấy, thì nó vẫn đang rất là phức tạp. Cho nên rằng là chúng ta rõ ràng là thị trường Mỹ ở trong cái giai đoạn cuối tuần vừa rồi, khi mà nó giảm điểm mạnh, thì có lẽ một phần cũng vì những cái thông tin liên quan tới cái tình hình dịch bệnh này. Khi mà những cái thông tin cho thấy rằng là Apple phải đóng rất là nhiều cửa hàng mà họ đã mở trước đó tại khoảng đâu đó 11 bang. Trước đó họ mở vì họ nghĩ rằng là mọi thứ cũng ổn trở lại, nhưng mà cái signal mà họ phải đóng lại một số cửa hàng này, nó cho thấy rằng là cái tình hình dịch bệnh đang khá là phức tạp. Thật ra cái đó thì chúng ta cũng có thể thấy được thông qua cái data thống kê mà lúc nãy chúng ta nói với nhau rồi. Thì đó là cái mà dù là gián tiếp hay trực tiếp thì cũng đều sẽ có những cái ảnh hưởng không tốt. Nếu như mà tình hình dịch bệnh nó phức tạp hơn, sẽ có những cái ảnh hưởng không tốt đến cái nền kinh tế Việt Nam nói chung, hay là thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng. Đó là cái điểm mà chúng ta sẽ phải lưu ý. Cũng rất là mong rằng là cái tình hình nó sẽ không đến nỗi quá tệ, và mà mọi các quốc gia kia thì họ cũng sẽ có khả năng để mà control được mọi thứ nó tốt hơn. Ok, không biết anh em ta có hỏi nào thêm không ạ? Nếu không thì bây giờ cũng 8 giờ 50 mấy phút rồi, gần đến giờ giao dịch của thị trường cơ sở rồi. Cho nên là thôi, chắc chúng ta tạm dừng ở đây các